Giờ nó kẹp, nó chia ra hai hướng bắn thì... Không, thằng này đằng rồi. Tham quân thủ, chào bốc tiêu. À, biết ngay nó ra nó cứu mà. Đéo gạt kịp anh em à. Cứu này. Mày cứu đi. Mày cứu tao xem nào. Ok, ui. Ui, tí chết, ui ơi. To không? Ủa? Ủa? Ơ? Đơ game rồi. Ơ? Ủa? Hoàng Thị Phương Anh, cây cây cây. Ơ? What the fuck? Ơ? Áo ơi. Bắt được game kiểu như thế kiểu ơ cái nào tao một ơ game đéo hết nào tao một luôn. Ơ thì bây giờ thoát ra kiểu gì áo mình mày khỏe phát ra luôn lắm lắm mày. Ơ kìa tục hứng ghê trẻ nhé, bấm nút rời chặn ra xem có ra lắm đấm không này. Nhóc áo thật đánh đồng gốc chim bé. Báo đời đừng nghĩ mình chim bé mà ai cũng chim bé như mình nha, báo đời nha. Nó tiếng Dũng nha, nhiều thằng là nhìn chim nó bé nó nghĩ ai chim cũng bé như nó anh em ạ. Mẹ phi từ Hải Dương xuống Hà Lam 88 cây cả đi lẫn về cứ cho là gần 200 cây đi các bạn, là mình đi còn lạc đường chứ ngáo thật thà luôn xuống lấy cái chữ 630 về trông chán luôn, đéo biết là nên ném đi hay nên dùng. Ném đi thì phí mà dùng thì sợ lên livestream anh em lại chê xấu. Thôi kệ, chắc mình nhà nghèo thì thôi chắc chiêu vậy, ném đi phí quá. Boy lịch sử chữ led bốc free. Ờ chữ led mà cái chữ led ấy. Không, tôi đặt tên là bốc đây rồi. Bởi vì tôi like ở trên kênh bốc đây rồi, tôi để bốc đây rồi. Chứ kênh này đéo phải bốc phi bạn ạ. Bốc phi là like FF thôi bạn ơi. Like lửa chùa luôn. Đừng bảo lại bật Dimitri nhá. Có người ạ. Khánh Lê, hello anh bốc. Khánh Lê ở quên mất mình đang đi solo tem 2 á. Cứ tầm một thằng. Top 1 10 kill 500 sao tiếp à. Ok nha, ok nha, bú. 10 kiss 500 tip box. Bú chẳng là chắc chắn top 1 à. Bò lúc thêm 1 kill nữa 11 kill nhá. Tuyên bố bú cái kèo này. Khả Phước, chị bốc cho em mượn 50 nạp phai phai. Cho qua cái lịch nạp phai phai nhá. Nạp ít thôi bạn ạ. Vân Khánh, thi anh. Nó Vân Khánh nhá. Để tiền lo cho cuộc sống của mình ở ngoài đi. Mẹ nhiều ông thì quần thì mặc quần rách. Áo thì mẹ mấy năm không mua một cái, mẹ lạp 5 lốp vào game để quay trang phục khỏe. Tôi thấy không quá lãng phí, lúc nào phải ưu tiên cuộc sống của mình ngoài đời. Bao giờ ngoài đời mình gọi dư giả rồi, hiểu không? Dư giả thừa thãi rồi. Nhông, phát qua sao anh không like? Thừa thãi rồi thì mới nghĩ đến việc nạp game. Anh vừa giải thích lúc vừa lấy xong em ơi. Xong rồi nhiều ông thì nói nó hơi quá láng nhưng mà đéo có tiền nhưng mà cứ thích đu đòi mới bọn có tiền. Ví dụ mà chúng nó giàu, chúng nó nạp tiền rồi chúng nó mua skin súng thì đấy là quyền của chúng nó có tiền, mẹ mình không có tiền thì mình. Hoàng Tiến Vinh, hello anh, chúc anh buổi tối vui vẻ. Hoàng Tiến Vinh, mình chơi skin súng cũ cũng được. Như tôi chơi game, mẹ các bạn nào mà xem tôi nhiều các bạn biết tôi chơi game rất là chắc chiêu luôn. Cái gì đẹp mà tôi cảm giác đáng thì tôi mua, mà không thì thôi, nghỉ. Hoặc là làm clip thì tôi đăng thì kiếm một tiền thì tôi mua để tôi đăng clip thôi chứ. Đéo bao giờ tôi phí phạm tiền vào những cái vớ va vớ vẩn. Khả Phước, donate cho chị bốc 400 củ. Thế thì chị tục quần chạy quanh làng 3 vòng quay video cho mọi người xem nhé. Ở đây súng nâng cấp về mua về quay ra nâng cấp 1 rồi để lại vất đấy hiểu. Mua nạp theo tầng theo tháng tích từng huy hiệu vào một lần lên 3 dùng thôi. Lần lên 4 rồi là đủ rồi. M15 mình có M15 thỏa rồi. Nó khắc thiện khẩu con thỏa nó tăng 2 tốc bắn chả thèm mua nâng cấp nữa. Có thì dùng không có thì thôi. Mình có skin súng này rồi thì mình đầu tư thêm làm gì. Mỗi súng một skin thôi là đủ rồi, trừ khi bao giờ cái khẩu ấy, skin đấy nó out meta có hiểu không? Ví dụ như khẩu MP5 con thỏ này mấy khẩu MP5 nâng cấp thì nói thật các bạn chứ nó cũng chỉ tranh nhau khoảng 20% sức mạnh là cùng. Minh đó cùng, hello anh Box. Hello Minh nhá. Còn đâu chủ yếu nó oai là cầm khẩu MP5-7 là nó zick kick nó giàu ấy. Chứ còn nói thật các bạn tranh nhau cùng lắm chỉ 20% sức mạnh thôi. Còn đâu nó vẫn phụ thuộc vào kỹ năng. Ví dụ như một thằng mà nó đéo có skin với một thằng mà nó có skin cơ thì nó mới gọi là khác nhau chứ còn cũng gọi là có skin tăng. Nguyễn Trung Kiên,
Phí em vậy tăng rồi thì vẫn là ok. Bốc đang chơi game gì đấy? Game này game PUBG Mobile bạn nhé. PUBG Mobile sống dài huyền thoại bạn ơi. Bạn chơi game này thì bạn chơi con Zuka ấy, con đấy khỏe lắm. Nhưng mà phải biết đánh cơ, chứ đánh gà thì con đéo là yếu rồi. Hôm qua sao anh không like? Tôi giải thích đầu like hôm qua đi Hà Nam mệt quá, đi 200 cây ngồi xe máy thà luôn về nhà mắt đỏ lư lên các bạn. Xong rồi buồn ngủ, tối thì ngủ ít nên giường nằm nghỉ tí, livestream ngủ mẹ quên đến 3 giờ đêm dậy. 3 đêm dậy làm video đến sáng. Xong rồi thức từ sáng đến giờ. Bốc đầu phát nào chưa? Anh chưa bốc đầu, mày chỉ bốc đít thôi. Phạm Trọng Đạt, thế anh box chim nhỏ. Ơ, mẹ mày cái thằng Trọng Đạt này, mày chim nhỏ, mày nghĩ ai chim nhỏ như mày à? Chim bằng quả ớt, nghĩ ai cũng bằng quả ớt như mình à? Ơ kìa, địch đâu hết rồi? Không có người này thì 10 kill kiểu gì, bú lắm, xong sao kiểu gì? Khả Phước, chị bốc có bao nhiêu cọng lông chim vậy? Khả Phước à, bố mẹ cho ăn học đàng ngoài đàng hoàng nhé. Nên mạng người ta hỏi những cái mỹ miều, không ai hỏi cái chuyện người ta bao nhiêu cọng lông chim luôn. Hai thằng đéo làm Dimitri với Soli này, cay thế. Ôi giời ơi. Hello anh nhé. Hello Duy Mạnh nha. Tự ném bom, tự bóp dái bản thân mình, tuyệt vời bốc ơi. Thằng này nó cầm shotgun á, tốt nhất là không nên đứng gần nó làm gì. Tôi thấy nó cầm khẩu shotgun 7, mẹ mày to xả bán mẹ. Đùa không à? Họ không cầm, chúng nó tưởng Hello Kitty à? Hello anh Box. Hello Trung Hiếu nhá. Quên rồi, dẫn nhé, mình phải vào mua hiệu truy lãm đúng. Nào bú 10 kill nào, 4 kill nữa thôi. Đâu rồi? À đây. Upcoming. Thì anh vẫy vẫy. Thầy Mo nha. Mẹ thà anh em cứ vẫy vẫy như kiểu mẹ tôi là chó ấy nhỉ. Đẳng ra anh có mấy hạt cà? Má quên, à đây có 4 rồi. Đừng chạy bạn ơi, đừng chạy bạn ơi, đợi mình. Nhóc báo đời, bốc cơm chưa? Chưa, đã cơm nước gì đâu anh em. Đã cơm nước gì đâu. Chị bốc một mắt. Đùa bốc à? Mẹ chấp một mắt thì tôi cũng chấp được. Giờ ông chơi game bằng tay mẹ bằng chơi game bằng tay chứ mắt thì nhắm một mắt còn thì vẫn đánh bình thường. Minh Đức, chào Đức Junior với anh Box Scotty ơi, chúc anh buổi tối tốt lành. Hello Đức Junior nha. Anh thì giờ chơi game nhắm một mắt thì lại bố làm chả chơi được. Chấp kiểu đấy chấp làm cái gì? Giờ thử chấp một tay xem. Thằng chấp của mắt ạ, à. Mắt ông nhìn mắt kia bằng hòa. Komi Soko, hello Amos. Hello Komi Soko nhá. Hào. Có điểm không lành ở đây rồi. Khả Phước, mắt chị bốc dính đường. Thế lộ vị trí rồi đấy. Giờ là bắn cho chị bằng cuốc. Trời ơi, không vào đầu bên nào luôn. Khả Phước, mắt chị bốc dính đờ mà. Mắt chị dính cức cái Khả Phước ạ. À. Đang bắn cứ spam. Tao ghi mà Khả Phước nha, tí tao bắn xong tao ra, tao khóa mõm 15 phút.
Cảnh cáo nha, cảnh cáo, lần sau vi phạm vĩnh viễn. Ở kìa, nó Thảo Uyên nhá. Bốc không két cái quả đấy, hỏng rồi. Ôi ôi, 7 kill rồi. Tôi đó anh em, chào anh Box Sky rồi. Hello em nha. Ba kill rồi. Hai kill nữa. Tìm ai đây, tìm ai đây. Mười kill. Đã bỏ rồi, bo lớp mà. Bo lớp cho ngốc thêm một kill nữa nha. Thẳng hai kill luôn, bo lớp cho hai kill luôn. Tôi hết đạn xuống trường rồi. Còn sau 3 viên. Ok chưa? Hoa hồng nhân, thi bó. Hay nó hoa hồng nha, đéo được, chúng nó đứng trên mái anh em ấy chạy vòng. Chạy qua nó cam á. Chứ ngay trên ấy nó bắn xuống thì không đỡ nổi. Hai thằng đứng mẹ súng nó dí đít bốc nó bắn thì toạc đít bốc. Chạy vòng vậy. Người ta đã bảo rồi, chắc cú hơn là bú. Bú cái gì anh em biết rồi đấy. Nó vẫn đứng ở trên mái nhỉ? Ê, có thằng đứng trên cục đá này. Đứng im bạn ơi, đứng im để mình keo đầu, đừng di chuyển nữa. Nhưng Tuấn Ma. Anh, mẹ anh chào em đi. Thế đéo nào mẹ bóc keo đầu nó bắn lại bắn bấm lúc bắn tâm lại tự kéo xuống đít ạ. À. Thà luôn cay vãi lình nha Tuấn Anh ạ. À. Trời ơi, thằng cái tôi bắn yếu rồi đấy, thằng cái tôi bắn yếu rồi đấy, còn hai thằng cuối thôi. Hai thằng này cùng một tem mà cái chắc rồi. Trời ơi, đặt con keo luôn. Hôm cao thấy bốc đi khách sạn với ông già nào 85T. À hôm qua bốc đi kiếm một iPhone 15 đi mà. Khó nhỉ. Khó quá anh em ơi. Ta bảo là tôi hết đạn xuống trường rồi. Giờ nó kẹp nó chia ra hai hướng bắn rồi. Không, thằng này đằng rồi. Tam quân thủ, chào bốc kêu. À, biết ngay nó ra nó cứu mà. Đéo gạt kịp anh em ạ. À. Cứu này. Mày cứu đi. Mày cứu tao xem nào. Ô kìa, ui. Ui, tí chết, ui ơi. To không. Ủa. Ủa. Ơ. Đơ game rồi. Ơ. Ủa. Hoàng Thị Phương Anh. Cây. Ơ. What the fuck? Ơ. Áo ơi. Bắt được game kiểu ơ đây kiểu ơ cái là tao buộc ơ. Game đéo hết là tao buộc luôn. Ơ thì bây giờ thoát anh kiểu gì? Áo mày chơi. Nguyễn Tường Duy đứng vậy múa NX đi anh. Má tưởng là nó chết rồi. Mình đứng mình múa để nó hết cái story nó chết. Nếu nào nó vẫn sống nó nhảy vào nó đớp đít tôi được phát cả cây thật. Tôi thử thoát ra phòng thôi mà. Trời ơi, đã bảo rồi mà. Top 1 anh em ạ. À. Khả Phước, khóa mõm chỉ bốc 5 ngày. Thằng kia chỉ top 2 thôi anh em ơi. Kiểu game nó thấy bốc bắn hay quá hả? Nó chưa biết là cho bốc top mấy hả? Nhưng mà chắc là nó xem xét lại nó thấy bốc bắn quá hay nó cho bốc top 1. Anh bốc quê đâu, anh quê sao hỏa em ơi. Em bị người ta chê nghèo thì nói làm sao á. Em chả nên nói gì cả, bởi vì em nghèo mà. Tốt nhất là em nên chứng minh mà hành động.
Anh nói thật, mình đã nghèo đéo là mình có tiền nói em thôi. Ngày xưa anh cũng nghèo đó, nên gia đình nhà anh bị khinh vậy. Mẹ anh, anh Hoàng Vĩ nhá, mẹ anh còn kể em anh là ngày xưa nhá, người ta đi ở trên đường em hiểu không, mẹ anh ở dưới rãnh, mẹ anh vớt ốc á, người ta đi qua người ta nhìn người ta kiểu khinh ấy. Ô anh nói thật, nói chung là chả biết nói gì, chả nên nói gì cả em ạ. Mà em cũng chả nói được đâu, bởi vì mình nghèo anh chả nói được. Tốt nhất là mình nên chứng minh hành động, cố gắng thôi. 5 tháng nó sẽ là câu trả lời. Theo Đức Huy nhá, cố gắng này anh ơi, anh vẫn cố gắng em ạ. Anh cố gắng bãi cức lên đấy. Mẹ các bạn không thấy mình làm một lúc 3-4 việc này đã gọi là cố gắng chưa? Đêm 12 rồi, ngủ 5 rưỡi sáng dậy. Bế Văn Nam, à box đẹp dai. Ok làm nha. Mẹ nó phi bên trong luôn. Đơm luôn hai thằng này này. Kiểu gì nó chả chạy vào nó cứu. Vàng Hiếu, bao giờ anh ngủ vậy? 12 giờ đêm anh ngủ em ơi. 12 giờ hoặc 1 giờ. Nói chung là tùy. Chạy đâu à? Mẹ thằng kia chơi game bỏ ông đội à? Đồng đội lốc nằm đây kêu oai oái không cứu à? Ô kìa, máy quét nó vẫn hiện nó đang ở chỗ này anh em ạ. Quang Huy, ý ơi khói. Nó Quang Huy nhá. Cái máy quét vẫn đang hiện nó ở đây nhá. À, dưới này ạ. À. Nó dưới này anh em ơi. Sao nó hiện ngay gần nhưng mà xa vậy? Ảo thật. Nói chung là xa hay gần thì nó cũng cút thôi các bạn ơi. Gặp bốc ở đòi sống sót phải qua nơi đây à? Chơi với quân đi bốc. Thôi thôi thôi. Phạm Trọng Đạt, ăn 3 tô cơm không anh? Mà kể cả tôi chơi game thì tôi cũng chả bao giờ ghép tem cả. Ít khi ghép tem lắm. Trừ trường hợp một số game mà nó ép buộc nó phải ghép tem thì mình mới ghép thôi. Còn game nào mà nó mà có chế độ đi solo thì tôi đi solo. Mà cái tính của mình là chơi game mà rất là trai hát hiểu không? Mà ví dụ mình nhìn cái đồng đội ngu mình chửi người ta, mẹ không may người ta tự ái, đéo hay đâu lắm. Nhung Nguyên, anh chơi server nào đó à? Xem vào Bangladesh bạn nhé. Bốc căng nó không căng thì chúng nó đè đầu gãy cổ mình à. Ngày xưa là các cụ có cái câu là một điều đình nhịn là 9 điều lành. Nhưng mà bây giờ thì một điều nhịn thì 9 thằng nó ngồi lên đầu anh em ạ. Ta xin khẩu FDI đây. Bú lương này. RWE cũng được. Phạm Trọng Đạt, ăn 3 tô cơm không anh? Hoặc GZX. Ừ, RWE anh em ạ. Nó cho bốc khẩu RWE. Thế chẳng là mang RWE nhá. Mẹ bốc vẩy RWE nó gọi như vẩy rau luôn anh em. Vẩy RWE nó như vẩy rau luôn. Phùng Trọng, tên thật anh là gì vậy anh bốc? Từ bốc bú liêm em lấm cực búp ấy. Tên bốc à? Tên bốc là Nguyễn Thị Bốc bạn nhé. Sinh ngày 9/3/2001, quê ở Sao Hỏa. Hiện đang sinh sống và định cư tại Trái Đất. Thằng ngoài này. Hoa Hồng Minh, anh cho em về quê anh đi. Về quê làm đéo rồi. Nhưng loại về quê nhà người ta. Nhớ đâu bố bốc thì tưởng là bốc bị gay dẫn mẹ bạn trai về sao? Chết dở mang tiếng. Ok à. Còn nếu mà anh em có thể quý bốc quá thì có thể bốc đọc số tài khoản nữa. Ê chưa ăn quả trứng. Nhiều đi một quả lên nữa. Phạm Trọng Đạt, có nên donate cho 10 con sư tử không? Bạn cho mình cái gì mình cũng quý bạn ạ. À, nó nhìn thấy tôi rồi hay sao ấy? Hai đứa anh em ơi, hai đứa. Một viên này. Chạy à? Thiện Long Nhong, anh còn nhớ em không? Hôm qua mày mới Long Nhong ở đường xong mà, anh nhớ mà. Ê, thằng này cũng AW rồi, AW luôn rồi. Nhưng mà nó bắn hàng 2 cây luôn ạ. Dân chơi đấy. Khả Phước, donate cho Phước đẹp dai nhất sao hỏa đi.
Má nó bắn khẩu gì đâu vậy? Trần Thắng, Taylor Anh. Nó thắng nha, nó quyết định công luôn à. Cớm ghê vậy ông nội. Có tính xe này. Đằng sau thì... Hello boss. Hello Cường. Đằng sau chọn người mà công nha bạn nhé. Đằng sau chọn người mà công nha. Công ai chứ công bốc là chỉ có Quốc thôi. Cho hai đứa này ra ngoài sảnh chờ tâm sự với nhau. Một nam một nữ à. Chắc lại thanh niên nào rủ người yêu vào chơi game cùng rồi. Vào đây anh gánh. Nhưng mà gặp bốc thì bốc cho anh cức luôn nha. Bốc solo không, bốc không. Suốt ngày solo ấy, solo nhiều mỏi tay lắm. Ví dụ một hôm bắn một ông đéo sao chứ đã solo phải solo mấy ông. Không bắn thì thôi anh em lại bảo mẹ khinh thường người xem. Đéo tôn trọng viewer. Bắn thì mỏi tay vẫy lình nha. Khả Phước, chị bốc nói nhiều quá em không hiểu được. Mãi lình cho bắn hai viên đéo lốc ảo thật. Game lỗi rồi. Em lỗi rồi anh em ạ. Hoa Hồng Nhung, ha ha. À, bắn 300 máu viên không có giáp anh em ơi. Thằng này vừa mình bắn 2 viên nó bay giáp rồi. Còn một thằng nữa. Chung chu ôi này hơi ít người xem. Ờ xong. Nay hít người xem bao nhiêu người ý? 500 người xem kêu hít. Nhiều này, bình thường bóc live stream được có 50-100 người. Tính ra mình live stream mình còn chả đi bao nhiêu người xem đấy. Mình Tùng, mồm anh có thối không? Mình cứ like thôi. Tùng há mồm bóc nhỏ lại đứa bọt mồm nha. Thử xem có thối không? Nếm thử xem có thối không? Nếm không? Há mồm á hả? Cho bãi này. Có một thằng chết bo này. Đấy chứ mà có một thằng này. Nó nghe tôi rồi sao? Nó nghe tiếng của tôi rồi sao? Còn hai thằng thôi. Hai thằng thôi anh em ạ. Nguyễn Duy, video anh nói hồi nãy là video nào vậy anh? Video nào? Nói cái gì bạn? Đúng rồi, bạn nghe đi. Bốc đến đây. Ngư ông đắc lợi. Ôi, đây, đây, làm gì thì làm. Làm gì thì làm, tốt một. Ấu, mẹ bốc đi mới chi à? Mưa bom. Lại đi MP5 chi đi anh. Dùng MP5 không chip đi anh. Anh em có vẻ thích làm khổ người khác nhỉ. Đây MP5 không chip đây được chưa. Nói chung là có chip hay không có chip thì với cái trình độ bốc nó gọi là gần như ngang nhau ấy mà. Có chip thì nó khỏe hơn tí thôi. Quan trọng vẫn là khả năng kéo tâm của bản thân mình, các bạn hiểu không? Quan trọng là khả năng kéo tâm của bản thân mình. Quá, em không hiểu được. Thì mày bịt mẹ đít vào đi nha, đừng có nghe nữa. Người ta live stream mình trả lời hay sao? Cứ để người ta lóng thế nào nhỉ? Cứ để lóng. Hoa Hồng Nhung, hay. Anh em mới vào drop xin một like và follow nha. Thank you anh em rất là nhiều nha. Nó Lê Hoàng ấy. Sao anh bắn mà anh cứ há mồm thế à? Mẹ ông này đéo hiểu kiểu gì vào xem tôi bắn nhưng mà cứ nhìn mồm tôi.